bất ngờ chưa cả nhà? Đã giờ là chú Út là người điều khiển flycam cam nha. Ghê chưa, ghê chưa? Dữ lắm, là lâu rồi mới đem cái con DJI mini 2 của mình ra xài nè cả nhà ơi. Nãy giờ quay được chút xíu rồi nhưng mà lâu quá, cái nó mấy cái cài đặt của nó hàng chưa cập nhật lại, ba chắc không được đẹp, để vài bữa coi lại. Máy vừa mới được sửa cả nhà. Xin chào cả nhà mình buổi sáng nha. Chào cả nhà. Giang tay sách nách mang chứ hả? À, cả nhà ơi, thì hôm nay là bắt đầu thu hoạch lúa ở dưới xóm dưới mình rồi nè cả nhà. Hôm bữa thì thu hoạch ở xóm trên, bữa nay là thu hoạch lúa dưới đây nha. Nhưng mà buổi sáng này còn sớm á, máy chưa có cắt được, thì tranh thủ thời gian thì gia đình mình đi kiếm một mớ cá về đặng làm bữa cơm trưa cơm sáng vậy đó. Ê ba, bữa nay làm gì? Bắt cá cạn với thục bọng. Tiếp tục chương trình mới. Ủa, chương trình cũ là thục bọng. Ê, dài lên mấy cái bọng trên coi. Rồi, giờ chú Út quay phim hay bắt cá? Quay phim. Quay phim phải không? Rồi, đây, vậy con bắt cá, Út quay phim. Đây. Cả nhà, lúa này cả nhà. Hôm nay là toàn bộ khu này là sẽ là cắt như là tương đối là gần hết luôn á. Bên đây nó cắt rồi, bên đây chưa cắt, này cắt rồi. Để học được không ba? Được không? Ngồi ngồi cái bao nhỏ cũng được rồi. Mở lấy gì sổ cái vỏ xe ra lấy cái bao đó đó. Dùng sức mạnh. Giờ mình giặt này thì ở những cái đường này nè cả nhà, thì nó sẽ có những cái ống bọng để mình bà con nông dân người ta dẫn nước từ ở dưới đường kinh vô trong ruộng. Thì bây giờ làm lúa nước rút cạn ra hết rồi, thì cá nó chỉ còn cơ hội là nó ở trong đó thôi. Bây giờ mình sẽ đẩy nó ra ngoài để mình bắt. Không? Ủa, có cá mới thấy trọng người muốn nhúc nhích. Xuống đây thì dẹp chẳng chứ. Đã anh dụng đây dữ lắm mà. Mấy cái nước cạn này, mấy cái vớn của bà gì chắc ba cuốn phơi về rồi. Cuốn vớn đem về rồi, còn có hai cái đặng. Mình đóng giúp vô chứ không? À, cái bọng này nhỏ, lấy cái gọng nhỏ này đi ba. Con đem hai cái gọng. Đem hai cái gọng cả nhà để mình cho chặn. Nó không chạy vô mà chuối đây quá trời ơi. Đó, chưa. Chú mà bắt nó luôn đi. Hứng đi ba. Không đi. Chưa. Vào đó là bao xì nước hay không xì nước? Úp. Được cái bao con kia đem theo lần mới ngon á. Cái giọng đâu, cái giọng đâu? Đây. Úp đưa cái giọng cho. Đây nè ba, giọng bự cái miệng nó văng xuống đây nè ông. Giọng bự giọng nhỏ. Giọng nhỏ đi, cái này nhỏ mà. Chừng nào đẩy kêu chị nghe Giang. Chưa ba, ba chưa có để cái ấy vô nha, chưa nha. Chưa Giang ơi. Chừng nào nó ok Giang hay đẩy.
cái xô sau lưng Út kìa, thùng bê sau lưng Út. Lên đây. Chỗ nó bể hay sao? Bể. Gọi đó ông ơi. Rồi Vân ơi. Nhét cái bao vô để cái cây đẩy. Thấy nặng nặng vậy là được đó, nó đẩy hả? Con cá vô rồi đã. Con cá chạy ra nè. Nó quay khỏi lỗ đó chưa? Chưa. Chưa mà. Còn xịn tới, mà. Tới rồi nè. Xịn gì nó tới nè. Tới cái mình đè cái bao xuống cho nó cặp cho mày luôn. Cái bọn nó bị bể đoạn này. Tới chưa? Rồi mất tiêu rồi Giang ơi. Cái nãy lú giờ mất tiêu vậy. Cái cây gian chỗ trong này chạy. Ê ê, giúp cái cây lại. Cái cây chỗ trong này mà cái bao còn ở trong á. À. Cái cây nào? Cái cây tới cái gọng rồi. Chút xíu rồi chỗ vậy. À, đâu. Cây gì? Cây gì á? Rồi sao? Đang được thục Giang. Tại vì cái cây nhỏ còn tuốt rồi đây. Cây gì chạy? Cái gì ơi, chết hả? Ừ. Giở bọng lên, giở. Trời ơi, quê cái bọng cái này có ai thọt rồi nè quê. Ai thọt rồi? Ai thọt rồi nè. Cây sả này. Ờ, thấy không? Trời ơi, thọt không thành công bỏ cây giống luôn. Ngày chiên ra, ra thọt cái cây bỏ cái lú cây à. Nhỏ đứng ở đây mà cái cây đâu thế. Cái cây vút lên cũng là lú rồi, đừng có thọt nữa. Bởi vậy nó đụng vào đây hết không? Chưa Vân ơi, chưa Vân ơi. Chưa. Tạm lại. Ta thấy cái bao này mà nó cứng cứng vậy mới im chứ. Có vô. Chung lên đây luôn. Cái bọng chỗ này nó bị bể cho nha. Cứng lắm hả Giang? Còn cứng lắm Giang? Sình á. Máy xuống cắt lúa bà gì kìa bà. Xe mình để. Giang này thọc cách làm sao đâu mà. Trời ơi, xịn không? Xịn đó mà. Nước đâu rửa nữa nè. Chưa có kết quả anh ơi. Mới có qua khỏi à. Thì nó để ra coi. Có cá không á? Giống của con á. Không có cá lóc gì trên trời. Có cái chê luôn. Chắc nó rút vô bọng bự rồi. Bọng bự ở đây gì đâu. Mấy cá nhỏ này bắt không? Mấy cá nhỏ đó nó hớt, nó thả nó lại xuống nước cho nó sống. Nè hút khẩy xuống đây. Hút khẩy xuống. Bọng đẳng bị bể mà nó nhỏ nữa. Không có rồi lại bọng này chừng chúng bánh cái kia có lóc bà. Có chút xịn. Rồi cởi nó cả đi. Cả luôn. Lại cái bọng khác nữa nha, một cái bọng khác nữa nha. Cái miệng bọng nằm đây nè cả nhà, cả nhà thấy cá nó rút rồi. Nó rớt hay chăng không? Chê nha. Mới thấy ụt luôn. Có cái chê, có cái con cá chê.
mình chỉ mới được một gói cà rơ thôi. Mình tiếp tục nha cả nhà. Thì bữa nay là địa hình là ông Sáu là thăm dò được bao nhiêu cái bọng thì mình sẽ hụt hết luôn. Con cá đẹp lại nữa thấy không? À được, con cặp ba ăn cá chê lẫn bột. Ba cá chê đó. Tiếp tục. Giang đi vô lấy bao cắt lúa rồi. Là ba vốt làm luôn hay gì hay là đợi anh Giang? Làm luôn cũng được cái gì. Làm luôn đi. Cái cây này cây liền mà đâu có nói gì sao. Cây này dài lắm, vác ngoài nhà vô. Ê xuống ngồi xe không? Vừa không? Ông vừa thì đổ qua cái gọng bự của quay. Tao chuẩn bị cái bao ngon lành rồi cả nhà, mình bắt đầu hụt cái bụng bự. Này bây giờ chú Út sẽ dùng cái gọng này. Dây dây gân rồi, làm cái dãy dưới trước. Để mình chặn cái bọng. Còn phía bên kia thì ông Sáu sẽ nhét cái bao nó vô cái đầu bọng bên kia. Cái miệng bọng nó, cái miệng bọng nó bự hơn cái miệng gọng. Lấy cái gọng kia. Đây đổi cái gọng bự đó. Đã tao chuẩn bị hai cái gọng luôn mà. Hà cớ gì khi khổ vậy trời. Mình ấy mình giờ gỡ lên liền mà đâu có để lâu đâu mà sợ. Ngon này đúng không ba, cái bao này xì nước nè. Giang nãy hụt vừa phụ được cái kia, chắc giờ đi vô lấy sẵn bao với lại coi chỗ cho cắt lúa rồi cả nhà. Bánh chắc chưa nha? Cúc đã sẵn sàng rồi ba. Rồi đó, bắt đầu hụt nha. Bao nhiêu cá đẩy ra hết. Nghiêng mình 90 độ à. Không. Ôi. Nặng thiệt nha. Nặng vậy mới chào cá được. Được, được. Cái gì nó mới hết cá chứ. Vậy nó mới khích cái bọng đó mà. Ừ. Nhìn coi cái ló, chừng nào ló cái bao ra thì kêu ngưng. Ló bao chưa? Cái bọng này dài ba ha. Bọng nó như bự như dài. Mày dài. Ba ơi xong rồi, ba qua đây phụ Út. Đổ qua bên đây phụ Út đi. Cá này nhảy sẵn 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 á. Quá trời, cái chùi nó nằm dưới này nữa đây. Cái bao nằm ở trong chưa rút ra, mà cá nó nằm gì rồi sao nè. Đập đuổi nó. Đó. Bên này nè, bên hông này nè, cái gì có bắn lửa luôn nè. Quá trời, biết hết. Cá lóc không Út? Lên bờ luôn đi, lên bờ luôn. Túm nguyên lên bờ đi. Túm lại. Trời trời nó nhiều. Lên nó qua cái bọng, nó lỏng lên cái bọng nó cái. Không biết cá gì dữ lắm nó nhiều à, nặng dữ lắm này. Chút mánh rồi. Ê, coi chừng cái chơi nha. Nè nè. Dữ vậy? Hết nói rồi. No bầu rồi. Hết rồi cái bùi phi luôn rồi. Đủ loại cá luôn rồi. Ừ, sao? Ừ, 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 sạch, cái bọng này sạch bon luôn. Trời 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 ơi.
hết biết cái chơi nhiều rồi thôi no rồi bây giờ lửa ra chắc mười mấy ký cá luôn á ba chú kinh thử coi mấy ký luôn xiềng luôn hơn mười mấy ký cá luôn á có cái bọng có dữ vậy con nạc khiêng lên đây cái bọng nãy thì được có mấy cái rô bọng nãy có mấy cái rô à cũng vậy thì rô đủ biển ngọn ngập chê luôn bây giờ sao để nguyên vọng gì sách về luôn chứ chứ sao nghe mới đổ ra còn bọng nữa mà còn đắng một cái bọng nữa có lựa cho luôn không lựa mình không có đủ chỗ để á rồi rồi lựa đi cái đổ ra ngoài hả lòng đổ gì nè ý là bây giờ mình lụm cá chê qua cái cọng này đi cái bọng đằng kia bự không ba bọng chê cũng bốn thắt mà đều lấy rắn vậy là vẫn xài cái cọng này đúng không xích ra đây ok cá chê ngã rồi bất quá hồi lại đẳng mình lấy thêm cái bao kìa bên kia có cái bao kìa ba nó nói về đây nè để nó cái bao đựng cái gô cái chè nó về nó khô bắt cái xô đó nãy mình còn cái gô đẳng nó đó nè cái quỳ mạnh mạnh hết biết cái gọng cá rồi trời lên một khúc này cái nhà cá nè mấy em cái gì đầy đủ à, còn chứ đó hết trời ơi cá bự không mà nó lo đuôi nè bốn quá im cái đuôi phi bỏ qua luôn chứ bỏ qua luôn cá bự hồi mình nướng cái đuôi phi bự á năm cà phê qua đây luôn ha trong cà phê bự bỏ qua luôn sáng em thích chơi cái chơi nhỏ nữa luôn qua luôn khỏi 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 cái chơi nhỏ để nữa về cho trắng bắt mấy hết cái cà phê rồi đúng sáu cái chơi không chưa biết à có gì này không nữa nè năm con cá chê à trời ơi đây nè con dưới đây nè hai ba con này nè đó bụng ơi còn nữa nè cái cây nữa kìa chưa sóc lên hết mà rồi cái thằng quên nhím sáu đứa tám rồi nè bảy năm đứa gì tám đứa rồi đó tám rồi đó sóc một lúc còn chưa lụm mấy cái phi qua đang sóc nó mới được ờ cá rô nó cũng ngon luôn rồi nó bự chơi nó nhỏ chút là gì này thàm ngon lành luôn thắt lát nữa kìa được con thắt lát nữa bên anh con nữa nè thắt lát thả lại đi có nhỏ nhân giống nha bỏ đây rồi hết rồi đó hết biết cái rô à cá lô kiến lụm luôn hả rồi xong rồi con qua lấy cái bao đang đổ cái gô này vô nha ừ. Cái gô không lựa mấy cái gô mập mập ra hả hay là về nhà lựa về nhà lựa luôn không cái gô đổ vô Hùng B được à tại Hùng không biết đổ Hùng B vô coi tám mình cái chơi đóng cái gô phi kìa cái giọng nó dách lọt ngoài rồi cái gô nè rồi cái giọng cá này nó ngon cái chơi với cái phi đâu đựng con lắm ừ mất nè à. Cá này gần ký rồi thôi cá này không dám ăn luôn để lại đi hấp biết ngon cá ngon khô đồng mà kiếm được mấy cá này là dữ lắm bạn có biết hai bốn bảy cái chơi thôi bảy tám con vậy bạn bảy con à tám cà phê rồi đổ cái một con lóc còn còn một cái bọng nữa đây bê luôn rồi còn nhiêu nữa lớn nữa vậy ít có thêm mười cái gô về mình nửa cái còn còn mình ăn còn mấy cái kia thả xuống ao đặc biệt người ta
Út ơi, tới hộp này phải không? Từ bữa giờ mình hụt bọng không có cá lóc gì cho ngốc có chơi không? Cá lóc gì ít. Nhà nước đẩy côn quá chị. Nhà có ai thọc nữa rồi nè. Là tranh thủ nắng lên về cho ông Sáu với lại chú Út phơi lúa giống. Nay mình để tiết kiệm, để tiết kiệm chi phí của mình đó cả nhà, cho nên là mà mọi người tận dụng lúa nhà để làm giống lại luôn. Tại vì giống xác nhận thì mắc lắm, giống xác nhận nó tới bao nhiêu một ký Út? 19 20 ngàn một ký rồi, nhưng mà lúa này hiện tại mình bán thì chỉ có 8 ngàn thôi, cho nên là mình lựa lúa mà mấy cái chỗ mà nó không có bị lúa lộn á cả nhà, nó trúng á, đẹp á. Mình lấy lại mình làm giống luôn thì nó sẽ tiết kiệm được một ít chi phí. Bây giờ tranh thủ sáng tại hàng đi sớm, nó sáng sớm. Bây giờ nắng lên thì về và bắt cá xong mình đem về cho mọi người phơi lúa rồi mình làm thực sao. Cái sâu giống của Tuấn ơi. Vậy. Sâu thuốc giống. Nay mình trúng đậm cá ổ cá đồng ngay ngày cắt lúa nhà luôn. Đó thì đang cắt lúa của ông Sáu. Đây thì đang cắt lúa của Giang. Ủa bên đó là đang cắt lúa Út chứ? Bên đây là Giang, bên đó là Út. Ủa mình không quậy đi cho nó rớt luôn. Lấy cái bao vô cho em. Cái bao hồi nãy cái gom nó ướt rồi cả nhà, giờ mình đổ lại cái xác. Làm cho một gọng nữa cái sắp giờ không nổi luôn. Nước
nước cạn hơn cái đầm, chắc ít cá hơn đầm. Này khô, hai bên khô còn nắng nữa còn nước. Bọng nắng bọng chủ đạo mà. Nguyên chủ lực. Nguyên cánh đồng của mình như này là cái bọng hồi nãy mình hụt đó cả nhà, trên chỗ đó là có cái bọng đó là bự nhất. Rộng nhất. Hai cộng với gân cứ hai tay hai bên. Này thọt một cái là cái bao nó vô đó, vô cái giọng luôn á nha. Rồi thọt đi. Sáng còn cái lóc ký đã. Cái lóc từ nãy giờ mai cá chê không có cái lóc gì chưa. Bọng này chơi các dễ thật hơn bọng nãy. Bọng nãy có hồng xi măng thì bên này nó lúc còn sâu hơn kia nữa. Bên này nó sâu hơn. Đầu đẳng còn ló lên phải không? Rồi ông nãy nó sâu hơn. Ủa rồi cái bọng ngang này có cá không ba? Nó khu giang mà cá đâu. Ba đi ra ngoài đó mà đẩy. Rồi. Đâu mà một con trời. Nặng không ba, nặng mới im nha, không nặng là không im đó. Cưng ngắt này nãy chứ không nặng vậy. Nghiêng mình 90 độ gì giống nãy đi cá nhiều đó. Lú như nãy mới được. Ê tạch tạch chứ hồi nãy thôi. Cá không rồi. Chưa bơi. Rồi cho nó rút lại rồi. Sao nghe sạc sạc không lú gì vậy? Cứng quá. Cứng gì mới được chứ, mới đẩy con cá vậy mới được chứ lỏng quá đâu đẩy được. Chẳng cái bụng này nó ác thiệt chứ. Bởi vì tôi kêu đỏ bên này nó dễ hơn. Phụ không? Phụ đẩy không ba? Rồi. Rồi đó, gần rồi đó. Chưa lú. Cái bọng. Ờ chở lọt đi, chừng nào tôi kêu ông đẩy đi, đẩy hoài đi, chừng nào kêu ngưng. Chưa thấy cái bao rồi trơn. Cái bọng này có ngắn hơn bọng kia mà đẩy lâu đi. Sình. Sình hả ba? Quá trời á. Trời ơi sình ông nội ơi. Quá sình. Gần tới rồi. Nữa. Nữa. Không có nhảy trên trời. Nữa. Chút nữa coi. Chưa miếng nữa, miếng nữa. Rồi được rồi. Được rồi, được rồi. Rồi. Rồi bơi.
mấy cái rô còn khô quá, đẳng còn nước này cái cá gì chịu chứ ta, lắc đó lắc ở đây chết rồi. Cái quá trời xịt con cá không ở quên. Đổ đó ra lửa luôn ha. Lửa không à. Trời ơi, đứt mất cái rô cái sạc. Đổ ra. Quá trời xịt con cá không ở luôn. Ra đổ cái ra đi. Nè, lụm bằng cái rô bự vô. Ủa cái rô bự. Tranh thủ mình hộp cái vài bữa người ta bơm nước lên cho vịt ăn. À, cái này không có con cá chiên. Quá khô. Tôi giải dưới còn bọng rồi đó không ba? Dưới còn nó nhiều. Nhiều không thấy cá. Nè đừng con cá chê nè. Rồi xong mình sẽ cần như cũ ở nhà mình hốt cái này mình bỏ lại dưới đây cho nó sống. Lấy đất mới đó là chú sao? Nè, lấy đất mới đó là lóc nữa nè. Miếng nào, miếng còn lúa nè. Miếng này nè. Ở đó ơi, cái bờ đê ngang nó rồi. Cả con này. Phá bằng lấy bờ giữa đó luôn. Cuối cùng vẫn là vô mánh nha cả nhà, nhờ cái bọc số 2. Mình lụm cái rô bự lại, úp rửa cái xô đó một con cá đi rửa. Ủa cái rô này cái này. Mình rửa cái bự lại đi, còn mấy cái nhỏ nhỏ mình thả trong ao. Đây xẹt cái đây hồi nữa chú Út với chú Út sẽ phơi lúa ở đây nè. Rồi mình ra đó có vàng mướp nha, mình hái mướp. Vô mình làm cơm. Chú Út qua làm lúa phụ chú Út nè. Mướp. Wow, được hai trái mướp này cả nhà, hai trái mướp nha. Bầu này sao nó không có trái, con mướp có trái thôi. Trên đây có mấy trái mướp nữa. Thì bữa nay mình có cá rồi, mình có mướp nữa là chắc ăn là mình có một món dân dã rồi cả nhà ơi. Bên đó trái nữa cả nhà. Là được 4 trái mướp. Mướp này là mướp hương á, nó thơm lắm. Cái đó cái gọng đó là cá con phi với cái chơi lựa rồi á. Chào cả nhà. Chạy mướp nha. Cá quá cá rồi. Vô. Cái lửa phủ không? Cái vô này. Vô không rồi ta. Có ba cái bọng mà trúng được con cá, hai cái kia ít. Cá rô phi này chút xíu mình nướng ra nè. Còn mình lựa cái rô hồi đó mình hấp mướp nha. Cá chê kho tiêu ăn cơm. Vậy là đúng mục đích luôn rồi đó. Cái giọng đó chú Thông sản xuất là bán qua bên nước bạn là để dành đội rơm gì nè. Giang với bà xã Giang với ông Sáu thì phơi lúa ở ngoài sau cả nhà, chỗ cái mé cái ao mới của mình đó. Còn chú Út thì phơi đây. Bữa nay là gia đình mình phơi lúa giống. Ủa đó có con cá chèn.
Đó, bắt tôi đây nè. Út có một con cá chèn. Làm cá rô này hồi hấp mướp, mà kia được 4 chứ mướp. Cá mình làm sạch sẽ hết rồi nè cả nhà. Thì do mọi người bận, Giang với ông Sáu thì coi cắt lúa nha, còn chú Út thì cũng coi cắt lúa với lại phơi lúa giống nữa. Cho nên là mọi người hỗ trợ làm cá xong rồi Hằng sẽ nấu nhanh mấy món này nha cả nhà. Thì cá rô này mình sẽ hấp với mướp. Hấp hay nấu canh nè? Hấp đi ha. Cá nhiều quá nè. Nấu canh đi cả nhà ơi. Nấu canh cho nó có nước để mọi người đi làm mệt vô có trang ha mẹ. Cá rô này mình sẽ nấu canh với mướp. Đây cá rô phi Hằng làm sạch luôn, khứa luôn này, ướp muối rồi đó cả nhà, muối sẽ ớt chiên. Chuyển rồi không có nướng luôn cả nhà ơi, không có ai rảnh đi nướng hết trơn á. Cá chơi nãy được 7 con nha, thì Hằng làm 5 con, còn chừa lại 2 con bự cho thím Út rồi, để dành ngày mai cho thím Út nướng. Rồi xin phép nấu nhanh hai món này nha cả nhà. Ăn với lại có sự hỗ trợ của mẹ nữa. Cá kho tiêu nè cả nhà, cá trê nha. Còn trên đây là một bếp canh để chiên. Cá nấu canh này mình nấu trước rồi mình ướp hành tiêu nước mắm rồi nấu muối trứng rồi xong là đổ vô, đổ là vô đây xong là canh của mình nó thì quá vàng luôn, nó càng giòn. Đổ cái này vô luôn giùm con cái nữa. Đổ cá đi. Cái mướp nào mà đụng đụng cái nó đen. Nóng rồi. Hoàn thiện rồi đó cả nhà, nhưng mà mọi người ăn cơm cũng chưa lắm nè. Giang nãy mới vô hỏi ăn được chưa đó bụng. Cuối cùng thì Hằng cũng đã hoàn thành được bữa cơm trưa rồi cả nhà ơi. Cá đồng 3 món. Đại tiệc cá đồng. Cá rô nấu canh mướp. Cá rô phi mập ú, muối sả ớt chiên. Cá chê trắng mập thù lù, có tiêu. Trời ngon. Để bữa nay quên để tiếp mở rồi cả nhà ơi. Chào Út. Út làm lúa chống gốc. Năng suất được nhiêu? 670 kg. Giang cắt gọi luôn hả Giang? Của ba xong luôn hả? Của Út xong luôn rồi, xong hết rồi cả nhà. Giờ mình ăn cơm nè. Cơm. Bữa nay quay phim nấu cơm, bữa nay quay phim nấu cơm cho mọi người luôn hết luôn. Còn mẹ với bà xã Giang nữa. Được bữa cơm đó. Hả? Còn hết trơn mấy cái chê luôn hay giờ? Không, có 5 con chừa cho thím Út 2 con bự bển á. Thím Út đăng ký 2 con bự, Út nói chắc giờ tao không qua ăn cơm chừa 2 con bự chiều nướng. Nướng giờ sao nữa? Nướng chấm mắm gừng. Nướng làm mắm gừng bằm xài vô giờ sao nữa? Của thím Út. Cái đó của thím Út dặn mà. Gì hả? Gì là không phải của chú hay chết rồi. Xin mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cái gì chứ thấy khô muốn gấp trước à. Lỗi gấp. Giang có một cái mớ kho tiêu một bên, chị không có bỏ tiêu quá Giang. Mời cả nhà ăn cơm.
mời cả nhà, cá chê mực khô. Chị ăn ăn tiêu không được. Mời cả nhà ăn cơm. Cái này chắc bể nồi cơm quá. Ai thấy sáng giờ bác Út ở dưới, bác Út cần lúa cả nhà, rồi lu bu. Chắc biết là chắc không có nấu cơm kịp đâu. Mời lên cơm luôn. Cô kinh ha, mà được mới cá đã không? Quá ngon. Cá khô còn nặng ngon. Bữa hai là phải khô khô. Lúc nào thơm thơm lắm. Lúc hương. Lúc dưới rồi. Đó. Nghe rồi. Dùng rồi thôi. Cô Út nó nói. Mướp của mình thơm, mướp của mình hôm bữa con ăn thơm phức à. Mướp của thơm. Mướp của chú Út quả thì không có phải nha, còn cái mướp của chú trước chòi mình đó cả nhà, trước chòi mình thì được mấy trái mua à. Một bịch mà có được 10 hộp à. Này gieo lên được 8 cây. Nãy vẫn mập béo. Hồi nãy quay là quay bụi mướp của chú Út. 4 trái. Nghe nó bụng lắm. Nãy 2 trái. Sáng chưa ăn. Sáng cháo. Cháo. Sáng mình ăn giống nhau mà. Cháo cháo đang ngon. Ngon hơn cháo cầm. Đúng ít còn gì mà. Để quay ba cái lúa xong rồi còn quay ba cái giống nữa. Ủa bà. Lỡ mà cái bọng kia nó cũng nhiều cá vậy sao mình chạy vậy hết. Vậy. Thôi là có con cá nhiều cá, phải ba cái mà nhiều y chang như cái giữa không thì sao mình chở gì hết. Chắc mượn cổ lúa cổ giùm. Cái sau là bị gì nước nó cạn. Cổ nó khô kinh cái chút đó. Dễ gì bằng cái lô giữa là cái lô nha. Tập ú u luôn. Cá luôn lựa như thế. Cá bánh cá như vậy là không ngọt được. Thu hoạch lúa nhà mà chúng bánh cá cả nhà, chứ chúng bánh thu hoạch lúa mà chúng bánh chuột là xưa rồi. Chúng bánh cá nó mới lạ. Chuột không dài thấy có một hai con mà cả nhà. Không có gì. Không bằng trên đất của Dưỡng Sáu Xuyên với anh Hùng nữa chứ anh bữa quá trời. Chuột còn ít nữa. Vì sao thu nhiều à? Cái bữa ngang để lại gai. Vụ hè mới nhiều, mùa này ít. Tại sao không nghe mọi người có ý kiến gì về món ăn hết đây ta? Cái chi chắc mặn. Ăn mà im tu không nó dám nói chuyện, không biết nó ai nói chuyện được là cảm giác là nó ngon quá rồi. Không kịp nói chuyện. Nhưng mà cái rô nữa. Cái rô xương nhiều nữa. Muối sợi chiên. Trời ơi, ngon. Ở ngoài mà mình có lúc mình chưa thục mà không thấy nó ngớt. Cá chê với cá phi nè không thấy ngớt, thấy cá rô nó lên ngớt nhỏ không. Thục con cái bỏ một cái. Cái vô thật chân không xong còn. Cái hơi nó dài hơn á, nó giữ ngớt rồi. Mình động nó rút vô trong. Vô hơi dài à. Thả thì cho nó bự mấy mốt bắt. Làm cái đầu cá rô phi coi. Đó cá cực béo luôn, mà cá mà cũng mê luôn. Cá rô phi nó vậy mà sao nó mập lù không? Em khoan cái đậu rô phi nó mềm ngon. Nó ủ. Thank you.
Bây giờ một vậy. Tiếp tục cá 300 triệu lẻ 700 ngàn. Tiền phần tiền. Dấu bả 700 đưa cái đầu này nhớ bằng nữa. Thôi cái đầu đó con chặt kiểu đó mít lòng nữa. Đúng rồi, gặp bà Nguyện là không chịu ăn đâu, phải còn cái khớp thịt dưới này nữa. Con có đầu cũng béo lắm à. Béo lắm á. Chảo cá ngon, chảo cá quên để tép mỡ. Ngon lắm. Các món nào con không tự tin chứ món cá hồi tiêu là con tự tin lắm. Vì là ngon lắm rồi. Đang đói bụng vô. Cá muối mặn. Vừa ngon, nó muối ngon. Vậy là món nào cũng ngon, nhưng đảm bảo cái muốn thơm rồi, xả ớt rồi, nhét vô bụng rồi tùm lum chứ nha, xả ớt á Út. Thường thường ăn cơm 2 chén à, bây giờ ăn được các 3 hoặc 4 chén. Cái ngon quá, nó đắp bồ lên. Cái nhìn là cơm còn hết cả ơi, nhiều lắm. Nhiều lắm. Mấy cái quạch lúa là chảy vậy. Nhớ cái đợt mà cơm vô khắp cơm giống á. Lại gai 4 chén cơm. Ngon ha. Ba Trang đi con múc thêm nữa canh còn. Sao canh này nhờ cái gì nước. Ủa còn đang kéo lúa của ai kìa. Cái quả không gọi hả? Vậy là cắt gọi gì đó nữa là cái vạc vào đây hết. Thì lúa giống mình thì khô là trời sáng mang xuống vô được hay không? Trời ơi, để cho thịt khô đi. Đồng của em phơi bóng mà khô chứ đúng khô, cốp 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 rồi đó. Cào kỹ lắm mà, cào liên tục. Khô, khô, khô mới được à. Bột mời nắng nè. Chiều mà không có mát sớm đâu. Đây mình chén nấu rồi. Chàng canh tối mấy ngày hết mất kim rồi. Rồi để con đi múc cho. Anh cũng xuống ăn cơm cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ. Hẹn cả nhà clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Lúa mùa này mọi người làm bán có giá cả nhà, nhưng mà không có được mùa như năm ngoái, năng suất thấp.